Hôm nay thì mình quay lại với chủ đề là live stream là làm chủ công nghệ gia công với Solid Cam. Hôm nay là buổi live stream này thì với cái chủ đề là drill và contour 3D. Drill và contour 3D thì ở trong phần Solid Cam 2.5D thì những cái tính năng ví dụ như là pocket hay profile thì mình cũng đã đi hết rồi. Mình đã live stream ở những cái buổi live stream trước rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ đi nốt cái phần drill và contour 3D ở trong Solid Cam 2.5D. Vậy thì đối với chủ đề của ngày hôm nay thì drill là về phần khoan này, ví dụ như khoan này, taro này, những cái lỗ ở trong trong phần gia công 2.5D, và contour 3D là sẽ giải quyết được những cái phần mà ví dụ như là chamfer 3D. Đó, những cái hình biến dạng 3D thì chúng ta không cần phải sử dụng ví dụ như chúng ta chamfer 3D thì không cần phải sử dụng đến những cái phần file 3D nữa. Với các cái chủ đề trước ấy thì mình thấy là các bạn cũng có đặt ra rất nhiều các câu hỏi, thì không biết là khi mà các bạn xem lại cái livestream thì không biết là có gặp vấn đề gì về khi mà thực hành theo hay không, hay là có những cái câu hỏi gì đặt ra hay không. Thì nếu mà có các câu hỏi thì vui lòng cho mình biết nhé, để mình giải đáp. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang phần mềm để hướng dẫn tất cả mọi người lập trình về cái drill trước nhé, phần khoan trước. Ở trên màn hình của mình ở đây hiện tại là mình đang có một cái chi tiết mẫu có khá nhiều lỗ để chúng ta thực hiện lập trình gia công. Ví dụ như những chi tiết này thì chúng ta cần phải gì đó, lập trình file trước này, file tất cả các cái biên dạng như này. Đấy, ví dụ những cái biên dạng này thì chúng ta phải file hết trước đã, sau đó thì chúng ta mới thực hiện khoan nhé. Thì ở đây mình đang setup hai gốc tọa độ, về các cái gốc tọa độ này mình sẽ không nói qua nữa. Đó, mình đang setup hai gốc tọa độ, mình sẽ lựa chọn là gốc tọa độ 1, 2 để lập trình gia công. Thì gốc tọa độ 1, 2 thì hiện tại mình đang có những cái kích thước lỗ khác nhau ở trên bề mặt này. Bây giờ mình sẽ chọn vào drill nhé, drill này. Click vào biểu tượng drill ở trên màn hình thành công cụ Solid Cam 2.5D. Đặt tên cho chương trình, đặt tên chương trình drill link nhá. Tiếp theo là chúng ta sẽ lựa chọn ở phần geometry này. Thì chúng ta sẽ có phần lựa chọn là new để chúng ta lựa chọn những cái lỗ khoan mới. Đó. Click vào new này. Thì bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn được những cái lỗ ở trên này, ví dụ chúng ta sẽ lựa chọn vào các cái đường kính lỗ này. Đó. Nó sẽ tự động nhận diện trong ta cái tâm lỗ luôn nhé. Thì ở đây sau khi lựa chọn một hoặc hai lỗ xong thì chúng ta có thể là lựa chọn vào toàn thể bề mặt này, sẽ tự động nhận diện trong ta tất cả các cái lỗ, tất cả những cái lỗ trên này, ví dụ chúng ta đang thực hiện chấm tâm chẳng hạn. Đó, chấm tâm thì sẽ sử dụng một dụng cụ chấm tâm này và chấm tất cả những cái lỗ ở trên này. Đó. Mình sẽ lựa chọn vào tất cả bề mặt nhé, và hoàn toàn chúng ta có thể loại bỏ tất cả các tọa độ lỗ này và hiển thị tất cả các cái tọa độ lỗ này, mà chúng ta hoàn toàn có thể là loại bỏ bằng cách là kích chuột phải chọn delete nhé. Đó. Chúng ta sẽ soi vào đây, chúng ta kích về đâu thì lỗ đó sẽ hiển thị nhé. Ví dụ lỗ 16 đây thì chúng ta nhìn đây nó sẽ chuyển sang màu vàng đấy. Không biết là mọi người nhìn chất lượng hình ảnh có tốt hay không thì vui lòng phản ánh với mình nhé, để mình điều chỉnh kỹ thuật về hình ảnh. Đó, chúng ta hoàn toàn có thể là loại bỏ hoặc là chúng ta thêm thêm thì chúng ta chỉ cần lựa chọn thêm thôi. Đó. Sau khi lựa chọn phần lỗ xong này, chúng ta sẽ click OK. Đây là lựa chọn mặc định về tất cả các cái lỗ hiện tại đang có ở trên cái gốc mà chúng ta đang thực hiện lập trình. Mình đang thực hiện là cái gốc là gốc 1, 2. Gốc 1, 2 thì vẫn xuất ra là G54 nhé. Gốc 21 thì mới là G5. Đó. Mình đang lựa chọn cái port là port Makino. Cái port này thì mình đã viết cho khách hàng và có phần chỉnh sửa ép, giống như những cái phần mà một số bạn cũng có hỏi là cái phần ép ở trong Solocam thì muốn chỉnh sửa kiểu gì. Thì những cái phần ép ở trong trong Solocam thì chúng ta phải can thiệp vào post post processor, thì hiện tại mình đã viết cho khách hàng. Ví dụ mình có một cái post Makino này đó, dành cho máy Makino, thì một lát nữa thì mình sẽ xuất cái chương trình G-code khi mà mình điều chỉnh cái ép ở trong post processor rồi. Khi mà lập trình thì
tự động phần mềm sẽ xuất ra cái các cái chương trình ép nó thay đổi theo cái ý muốn của chúng ta. Đó, quay trở lại phần khoan thì sau khi lựa chọn phần cái đối tượng mà chúng ta cần khoan xong thì chúng ta sẽ xuống phần lựa chọn tool. Nhưng trước khi mà xuống phần lựa chọn tool là lựa chọn dụng cụ á, để chúng ta thực hiện lập trình gia công, thì bây giờ mình sẽ đi sâu vào phần geometry để hơn một chút. Geometry này mình sẽ chọn là new này. New là mình chọn mới lại, hoặc hoặc chúng ta có thể chỉnh sửa kích và edit nhé. Đó, chúng ta có thể chỉnh sửa những cái đường những cái điểm tâm này. Đó, hoặc chúng ta chọn new này. Bây giờ tôi sẽ chọn new nhé. New. Và ở đây nếu như lựa chọn mặc định thì chúng ta chỉ cần click vào cái bề mặt mà chúng ta đang lựa chọn này, ví dụ vuông 1 2 này. Đó. Click vào bề mặt mà chúng ta đang lựa chọn này. Sẽ tự động nhận diện ra cho chúng ta những cái lỗ. Nhưng mà bây giờ mình sẽ muốn phân biệt được là những cái lỗ này thì mình không muốn là lựa chọn nó cùng một lúc này nữa. Đó, cùng một lúc này nữa. Thì bây giờ mình sẽ lựa chọn theo bán kính. Ví dụ mình sẽ lựa chọn những cái lỗ mà có bán kính. Đây, hiện tại đây là đường kính đang là 20 thì bán kính đang là 10 phải không ạ? Thì mình sẽ lựa chọn những cái lỗ mà có bán kính là 10. Đó, mình kích vào gì đây ạ? Click vào cái lỗ mà có cái đường kính mà mình muốn nhận diện ấy. Click OK này. Đó. Click OK này thì khi mà mình lựa chọn là mình sẽ lựa chọn là gì đây ạ? On Scroll nhé. Click. Thì tất cả những cái lựa chọn ở đây chúng ta sẽ được lựa chọn vào cái chi tiết những cái lỗ biên dạng lỗ mà có cái đường kính là 20. Đó. Mình sẽ chọn mới này. Click vào bay Riot này. Chọn vào On Scroll nhé. Riot này. Mình sẽ lựa chọn vào cái lỗ mà có cái đường kính là 20, hoặc là mình sẽ lựa chọn trung tâm lỗ bên dưới này có bán kính đang là gì đấy, 6,75 nhé. Click OK này. Đó. Sau khi lựa chọn xong thì chúng ta sẽ ép vào. Chúng ta ép xong thì lập tức những cái đường kính lỗ mà có cái bán kính là 6,75 thì sẽ lựa chọn chung vào một group. Đó. Và hoàn toàn chúng ta có thể là lựa chọn lại các cái group, hoặc là ép thêm các cái group có cùng bán kính vào với nhau. Đó. Ví dụ bây giờ mình sẽ xóa hết video này. Đó. Mình sẽ lựa chọn vào cái lỗ mà có vào cái bán kính nhỏ có đường kính đang là 6 6,5. Đây ạ. Thì bán kính là 3,25. 3,25 này, click OK. Đó. OK thì bây giờ mình sẽ ép tất cả những cái lỗ mà có cái bán kính là 3,25 vào. Đó. Lập tức phần mềm Sonic Cam với tính năng drilling thì sẽ tự động nhận diện cho chúng ta những cái điểm mà hiện tại đang có cái bán kính phù hợp. Bán kính bằng 3,25. Những cái lỗ mà có đang có bán kính như vậy. Đó. Thì đối với lựa chọn này thì sẽ thuận tiện cho chúng ta hơn ở trong các cái việc là chúng ta sẽ thực hiện khoan khoan lỗ luôn, không phải trích tâm nữa. Trích tâm thì chúng ta có thể lựa chọn là cùng một lần cũng được. Đó, trích tâm. Nhưng mà đối với phần khoan lỗ thì chúng ta phải phải tách ra. Ví dụ như là đường kính ở đây đang là 6,5 thì chúng ta sẽ sử dụng con dao khoan là 6,5, không cần doa thì chúng ta sẽ sử dụng cái dụng cụ khoan là bằng cái đường kính lỗ luôn. Đó. Thì là chúng ta phải phân biệt các cái lỗ ra. Ví dụ như các cái lỗ 8 thì chúng ta phải dùng đường kính 8, dao đường kính 8, nhưng các lỗ ví dụ 6,5 thì chúng ta phải dùng sử dụng dao là 6,5. Nên là đây là các cái phân loại về về các đường kính lỗ để chúng ta tạo thành một group dễ dàng hơn, thay vì việc là chúng ta sẽ lựa chọn là từng lỗ một. Đó. Và hoàn toàn chúng ta có thể là ép file kép được vào nhé. Đối với Solid Cam 2,5D hay là những cái tính năng IMAGE Tuning chẳng hạn, thì hoàn toàn chúng ta có thể là làm được khi mà chúng ta ép các cái file kép vào DVKG đó.
thì chúng ta ép vào thì chúng ta vẫn có thể giữ được nguyên cái layer luôn nhá, layer của phần két ạ, layer như thế nào thì chúng ta ép sang phần số lượng cuộc thì vẫn giữ nguyên layer đó, tránh việc nhầm lẫn. Ví dụ như layer màu đỏ hay layer màu vàng thì chúng ta cắt dây chẳng hạn, hoặc là layer màu xanh thì để chúng ta khoan, thì vẫn giữ nguyên tất cả các cái layer nhé. Đó, làm việc trực tiếp ở trên file két luôn. Sau khi lựa chọn xong thì mình sẽ tiếp tục đi vào gì đấy, phần tool. Phần tool đây mình sẽ kích vào diện center view. Đó, khoan giữa độ tâm nhé. Select, mình sẽ chọn dụng cụ. Chọn dụng cụ này. Ví dụ mình chọn là support view đi. Support view này có thể dùng để transfer luôn nhé. Đó, mình sẽ cài có bật tiếng nguội này, tốc độ bước tiến này. Đó. Tốc độ bước tiến nhé. Ok. Đó. Thì sau khi mà chúng ta cài tốc độ bước tiến xong thì chúng ta lựa chọn dụng cụ đó, chúng ta sẽ lựa chọn là Center View nhé. Sang phần data thì khi đó thì cái dụng cụ sẽ nhận luôn là cái thông số cắt vừa chúng ta cài đặt xong đó, và chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh được nhé. Đây là phần nhấp nhấp không, nhấp không của chúng mình sẽ cho là 15.000 nhé. Đó. Cooler thì đương nhiên là vừa nãy mình đã bật nước rồi, bật nước rồi nên là khi mà lựa chọn tất cả những cái chương trình mà lựa chọn đến cái dụng cụ của T2 này thì sẽ giữ nguyên các cái phần cài đặt về tốc độ bước tiến hay là tới nguội, như là phần vừa mình có chọn dụng cụ mình cài đặt trước rồi. Đấy, thì sẽ tự động nhận tất cả các thông số cài đặt trước đó. Tiếp theo là vào phần level. Level ở đây ấy, thì chúng ta có thể lựa chọn là gì đấy, upper là bắt đầu gia công từ trên gì đấy, từ trên mặt trên này đó, click vào thì lập tức cái phần khoảng ô trống này định nghĩa cái tọa độ theo cái gốc tọa độ đó thì sẽ chuyển màu. Tiếp theo ở đây này, view left này, chúng ta có thể lựa chọn là gì đấy, một trung tâm mà lựa chọn là một này đó. Thì sang phần technology. Technology này thì sẽ có phần lựa chọn là các cái chu trình khoan hay là taro hay là khoan độ sâu, khoan trích tâm đó. Đây là đang là phanắc nhé. Phanắc thì ví dụ G81 này, G82 là khoan để giữ giữ cái thời gian để cho cái chi tiết lỗ được bóng nhé, chi tiết lỗ được bóng này đó. Tiếp theo là khoan G83, khoan nhớ G83. Tiếp theo nữa G73 là khoan lỗ sâu và taro này, taro theo bước bích khoét doa đó. Tùy từng máy CNC mà chúng ta sẽ cài đặt cái lệnh phù hợp với máy CNC mà chúng ta đang lựa chọn ấy. Ví dụ như là chúng ta lập trình là khoan lỗ rất là sâu thì chúng ta sẽ lựa chọn là G73 để khoan lỗ sâu sẽ tối ưu hơn là G83. Tùy thuộc vào cái chi tiết và cái tính chất công việc của chúng ta thì chúng ta sẽ lựa chọn cái phương pháp khoan cho nó phù hợp. Đó. Sau khi lựa chọn cái phương pháp khoan xong là G81 nó khoan trích tâm thì mình sẽ click là calculate. Đó. Calculate ở đây. Đó. Đây là cái đường kính mũi khoan này. Hiển thị cái đường toolpath ra luôn. Chúng ta và chúng ta hoàn toàn có thể là lựa chọn mới lại sau khi mà chúng ta lập trình xong mà chúng ta muốn là trích tâm này, chúng ta sẽ lựa chọn là tất cả các lỗ đều trích tâm bằng dụng cụ này thì chúng ta chọn là new vào phần geometry nhé. Đó, kích vào bề mặt này, click vào bề mặt xong thì chúng ta sẽ có tất cả các lỗ đang nhận diện như này, click ok này. Về phần chiều sâu, chúng ta vẫn để là gì đấy, là một. Đó, phần cutter tip và full diameter này thì một lát nữa thì mình sẽ giới thiệu đến toàn thể mọi người nhé. Click tính toán này. Đó. Sau khi tính toán thì chúng ta sẽ được các cái đường toolpath như thế này. Chúng ta sẽ vào môi trường mô phỏng, kích chuột phải simulate nhé. Vào solid verify hoặc là quick solid verify cũng được. Chúng ta sẽ có rất nhiều các cái lựa chọn môi trường mô phỏng và solid verify này. Đó. Hiện tại thì mình đang chọn cái
chi tiết này là phôi luôn đó, nên là khi mà vào môi trường mô phỏng thì sẽ hiển thị trực tiếp chi tiết ra. Bây giờ sẽ mô phỏng này, system này đó. Và bây giờ mình sẽ điều chỉnh cái phần stock nhé, stock vào phần phôi này. Điều chỉnh phần stock này thì mình sẽ cho lựa chọn là giọng bóc nhé, giọng bóc này đó. Lượng dư mình đều cho là không hết nhé, ép bóc click ok. Bây giờ mình sẽ thực hiện mô phỏng lại. Thì đối với môi trường mô phỏng sẽ tự động cập nhật khi mà chúng ta thêm các cái điều chỉnh hoặc là thêm các cái phần phần stop vào, hoặc những phần gá kẹp. Hoàn toàn chúng ta có thể nhìn và hiển thị ở trên cái môi trường số wifi rất là trực quan nhé. Ví dụ độ khoan đây, độ khoan này rất trực quan nhé. Đó. Ok. Sau khi khoan trích tâm xong thì mình sẽ lựa chọn là khoan lỗ. Khoan lỗ ở đây ấy, thì mình sẽ sử dụng là G83 nhé, G83. Mình chọn mở này, mở cái phần khoan trích tâm vừa rồi. Mình sẽ lựa chọn gì ạ? Sẽ đang copy nhé, sẽ copy này. Thì vào đến đây mình sẽ thay đổi cái dụng cụ, thay đổi dụng cụ này. Thay đổi dụng cụ là điều thứ nhất là mình cần phải làm, thay đổi dụng cụ. Và bây giờ cái phần cài đặt dụng cụ đây đối với số kem 2018 cũng rất là dễ dàng nhé, là chúng ta hoàn toàn có thể là lựa chọn, và chúng ta sẽ lựa chọn cái dụng cụ nó phù hợp để chúng ta khoan lỗ. Ví dụ chúng ta khoan tất cả những lỗ này, lỗ nhỏ nhỏ này đó, thì chúng ta click vào lỗ này thì đường kính này sẽ tự động nhảy, tự động nhảy nhé, để phù hợp với lại cái lỗ mà chúng ta đang sử dụng đó. Cài đặt này, đối với phiên bản số kem 2019 vừa ra mắt thì sẽ có phần lựa chọn là thay đổi các cái tốc độ bước tiến trong cùng một độ khoan nhé. Giải quyết được vấn đề là khi mà chúng ta bắt đầu mũi khoan bắt đầu vào lỗ này thì cái lực là lớn nhất, lực là lớn nhất thì sẽ thay đổi cái ép chúng ta. Ví dụ chúng ta sẽ cài đặt được là khi mà ép vào dao là như nào, và ép khoan trong lỗ sâu là như nào, và ép thoát ra như nào. Đấy, sau khi mà thoát ra thì đương nhiên là cái mũi khoan, cái lượng ăn của mũi khoan nó sẽ không đều ở trên 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 cái đầu mũi khoan nữa, nên là cái ứng suất của nó sẽ lớn gây ra hỏng mũi khoan. Thì chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh được nhé đối với phiên bản này số kem 2019 đó. Select. Tiếp theo là đến phần lựa chọn về chiều sâu cắt. Chiều sâu cắt thì ở đây mình sẽ lựa chọn vào phần drill bit này, drill bit nhé. Mình sẽ lựa chọn đến cái phần bề mặt này, phần bề mặt mà mình đang muốn lựa chọn là khoan đến đâu, là khoan 51.5 này. 51.5 ở đây cái center tip này nó có tác dụng là cái drill bit này này là nhận từ đỉnh mũi khoan, từ mặt gốc tọa độ là từ upper này đến drill bit này. Thì cái sen cái cutter tip này thì sẽ tính đến cái đỉnh đầu mũi khoan thì sẽ sâu là gì đấy, 51.5. Thì khi đó thì nó sẽ có một cái vấn đề như thế này, vấn đề như thế này đây. Ví dụ như đây là cái mũi khoan của ta phải không ạ, mũi khoan này. Đó. Mũi khoan này thì nếu như mà chúng ta sẽ sử dụng cái phần tip ấy, phần tip ví dụ như cái phần phôi của chúng ta đang đến đây, cái phần mà chúng ta cần thoăn thoắt là đến đây phải không ạ? Đó. Nhưng mà khi mà cái lựa chọn mà 51.5 ấy là khoảng cách từ đây đến đây chẳng hạn, chúng ta cần khoan
Nhưng mà cái khoảng cách đó thì cái phôi của ta sau khi khoan xong thì sẽ còn một cái góc vát như thế này. Đáng ra là cái lỗ của chúng ta thông như này phải không ạ? Thông như này. Nhưng mà nó sẽ còn một cái góc vát như này. Đây. Đó, nên là chúng ta phải nhập gì ạ? Phải nhập cái phần 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 chiều sâu nó sâu hơn một chút nữa. Đó. Sâu làm sao mà thoát được cái đầu mũi khoan ra. Thay vì việc là gì đấy, chúng ta sẽ sử dụng là full diameter. Thì cái giá trị 51.5 này thì sẽ nhận diện là gì đấy, như cái hình góc ở bên trái ấy, thì sẽ nhận diện là cái góc vát, cái cạnh trên, cái cạnh vát trên là nhận là 51.5. Đó. Thì chúng ta chỉ cần nhập gì đấy, khoan thoát ra 0.5 nữa thôi là hoàn toàn có thể là đảm bảo được chi tiết của chúng ta rồi, là đã khoan thủng rồi. Đó. Thì lựa chọn lại vào phần G83 nhé, lựa chọn cái chu trình khoan là khoan lỗ G83, click tính toán này. Đó, sau khi trích tâm xong này thì chúng ta sẽ thực hiện khoan lỗ, nhưng mà ở đây mình chưa chọn lại geometry, tức là cái đối tượng cần khoan, đối tượng lỗ cần khoan. Đó, thì bây giờ mình sẽ vào geometry này, chọn lại cái đối tượng lỗ cần khoan. Thì ở đây đối với cái lựa chọn là bias này, nó sẽ có tác dụng khi mà chúng ta khoan các cái group lỗ khác nhau. Đó, kết vào bài này rồi click vào lỗ này. Đây, ở đây thì khi mà kích vào lỗ này thì sẽ hiển thị cái bàn kính nha chúng ta nhé, click ok này. Sau đó thì ép tất cả những cái đường kính lỗ và bán kính lỗ 3.25 đó, thì sẽ ép vào một group này. Và bây giờ mình sẽ tính toán lại nhé. Đấy. Đấy là cái lựa chọn nhanh cho chúng ta khi mà chúng ta sẽ sử dụng những cái mũi khoan khoan những cái nhóm lỗ khác nhau. Đó. Nhóm lỗ khác nhau này. Và chúng ta hoàn toàn có thể nhìn được cái đường tool bar đây này. Đấy. Khoan thủng như này. Và môi trường mô phỏng này. Simulate nhé. Và Solid Verify này. Ở đây mình đã trích tâm những cái lỗ trước rồi. Đó. Trích tâm những lỗ trước rồi. Đó, được chưa? Thì ở đây mình đang chưa cài cái phần step down. Mỗi một lần nhấn thì lượng quy là bao nhiêu? Mình sẽ kích đúp bên này vào phần technology nhá. Vào phần G83 này. Chúng ta sẽ lựa chọn vào data. Chúng ta sẽ cài đặt cái thông số step down, là ví dụ chúng ta cho mỗi lần nhấn là 2 quy này. Đó, được chưa? Click ok. Tính toán. Đó, bây giờ chuyển sang môi trường mô phỏng nhé. Solid Verify. Khoan này. Cái môi trường mô phỏng cũng rất là trực quan nhé. Chúng ta mô phỏng như nào thì máy hoạt động đúng như vậy. Đối với chi tiết to như thế này thì hiện tại chúng ta không thể kẹp được bằng eTool, mà chúng ta sẽ phải kẹp bằng mỏ kẹp hoặc là những cái phần gá kẹp nó đặc biệt một chút. Thì mình sẽ giới thiệu đến toàn thể mọi người cái cách mà chúng ta sẽ gá kẹp ở trên phần mềm SolidCam mà chúng ta cần cần mô phỏng là như thế nào. Đó. Thì ở đây hiện tại mình đang đo được cái kích các kích thước này này đang là hơn 500. Hơn 500 là nửa mét đấy ạ. Đó, và bây giờ mình sẽ thực hiện là vẽ các sketch ở trên này luôn. Ở trong đối với phần mềm SolidCam thì chúng ta hoàn toàn có thể thao tác được là chúng ta vẽ hoặc là chúng ta extrude, hay là chúng ta vẽ thêm bất cứ một cái đối tượng nào ở trên trên cái chi tiết mà chúng ta đang lập trình. Ví dụ như là mình sẽ gá kẹp ở đây đó, mình sẽ vẽ điển hình bốn cái đồ gá ra thôi nhé, bốn cái đồ gá. Đó, vào phần future này, extrude board này. Extrude board đây thì mình
Hiện tại mình sẽ đo cái mỏ kẹp của mỏ kẹp của mình. Hiện tại là cái mỏ kẹp của mình đang cao là 50 chẳng hạn, hoặc là 7 70 hoặc 65 thì mình sẽ cài là 70. Đó, mình sẽ cài cao lên một chút. Cái hình hộp vuông này này. Đấy thì chúng ta sẽ đo được cái chiều dài và chiều rộng của cái mỏ kẹp đấy. Tất cả những cái mỏ kẹp mà chúng ta đang sử dụng thì chúng ta có thể là vẽ một cái hình khối thôi. Hình khối nó sẽ bao được hết tất cả những cái kích thước mà bao được tất cả cái kích thước của mỏ kẹp. Đó, thì vào thì chúng ta sẽ cài đặt. Đó. Tích bỏ mét mét nhá, cái phần hợp khối nhá. Đó, tích bỏ phần hợp khối này. Sau khi lựa chọn xong thì chúng ta sẽ lựa chọn vào phần setup. Edit. Đó, đây là phần mỏ kẹp. Được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn là gì đó? Các cái mỏ kẹp mà chúng ta đang lựa chọn. Đó, ví dụ như là cái lần cái kẹp này mình sẽ lựa chọn là cái gốc cái mỏ kẹp như thế này. Đó, ở trên gì đấy, trên gốc 11. Đó, 11 được chưa? Lựa chọn đây. Và chúng ta hoàn toàn có thể preview các cái lựa chọn mỏ kẹp vừa chúng ta lựa chọn xong. Cái gốc tọa độ ở đây là gốc tọa độ 11 là ở mặt bên kia, còn ở bên bên đằng này là gốc 12 thì mình đang muốn kẹp ở trên gốc 12 phải không ạ? Đó. Click OK này. Thì chúng ta sẽ sau khi mà mình cài đặt những cái phần mỏ kẹp như vậy thì chúng ta sẽ tránh được những cái va chạm, tránh được những cái va chạm mà chúng ta kiểm tra được. Ví dụ nhấc dao chúng ta có OK không? Khi mà khoan thì nhấc dao có OK không? Đó, ví dụ như nhấc dao chúng ta mà thấp quá mà bị va vào mỏ kẹp thì nó ở trên cái phần mô phỏng của số kem sẽ cảnh báo nhé. Bây giờ mình sẽ click vào để mô phỏng này. Đó. Thì ở đây phần mỏ kẹp đã hiển thị ra cho chúng ta là màu vàng đấy ạ. Đó, và chúng ta sẽ thực hiện là mô phỏng. Đó. Ok. Nếu như mà chúng ta khoan ở những cái điểm, ví dụ như khoan ở điểm này này, đấy, và điểm bên này mà chúng ta nhấc rất là thấp thì lập tức sẽ xảy ra va chạm đối với mỏ kẹp. Thì trong ở môi trường cái trong trong cái môi trường Snip Verify này thì sẽ cảnh báo ra cho chúng ta là khi nào mà va chạm và va chạm ở đâu. Đó là phần khoan lỗ sâu, khoan khoan chu trình khoan lỗ G83. Thì không biết là mọi người có đặt ra cái câu hỏi gì không ạ? Thì mình sẽ giải đáp ở trong phần review này. Bây giờ mình ví dụ như mình sẽ lựa chọn là cutter tip nhé. Mình sẽ không lựa chọn cái phần khoan quá nữa. Đó, mình vào trong môi trường mô phỏng này. Đó, mình kiểm tra này. Kiểm tra cái dung sai nhé. Ở trong lỗ đây. Thì hiện tại đây vẫn đang còn phôi. Vẫn đang còn phôi nhé. Đấy. Nhưng mà nếu như mà chúng ta sẽ lựa chọn cái phần full diameter này. Lựa chọn quá đi 0.5. Đấy, thì sẽ khoan thông hết nhé. Thì không biết là mọi người có cái câu hỏi gì đối với phần khoan này không ạ? Mình nghĩ là phần khoan cũng rất là dễ nhé. À, tiếng hơi nhỏ ha. À, chắc là do mic của mình đang 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 có vấn đề một chút. Mình cũng nói khá là to rồi đấy ạ. Mình sẽ cố gắng nói to hơn nhé. Cảm ơn Hà Dung đã cho mình biết. Thì không biết là mọi người có câu hỏi gì không? Mình sẽ giải đáp trực tiếp luôn ạ. Mọi người đặt ra câu hỏi đi ạ. Rồi ok, nếu như mà mọi người không có câu hỏi gì nữa thì mình sẽ đi vào phần tarot nhé. Ví dụ như là chúng ta đang có một cái lỗ là 6.5 như thế này thì chúng ta sẽ lựa chọn, mình sẽ chỉnh sửa cái đường kính lỗ khoan nhé, đường kính của dụng cụ.
Ví dụ như mình cho là đường kính là 6 đi. Đó. Tính toán này. Vậy mình sẽ sao chép ra tiếp. Mình vẫn lựa chọn các cái đối tượng này để làm cái quá trình taro tiếp theo. Đó. Thì mình sẽ lựa chọn lại cái dụng cụ thôi. Không cần phải thay đổi lại geometry nữa. Tại vì mình đang lựa chọn cái group này để khoan này, sau đó thì taro luôn. Nên là mình không 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 có lựa chọn lại nữa nhá. Lựa chọn lại cái các cái đối tượng khoan nữa. Chọn vào giao tab này. Đấy, tab ở đây bước pick. Bước pick ở đây là cái bước bước gen của ta đấy. Ví dụ bước gen của chúng ta đang là ví dụ là đường kính là 6 này, đấy M6 này là bước pick của chúng ta là, chúng ta cài là ví dụ như 0.5 hoặc 0.75 thì lập tức đối với phần mềm SolidCam khi mà cài cái tốc độ trục chính ấy, sẽ tự động tính toán ra cho chúng ta cái phần ép ép luôn, ép xuống nhé. Nhưng mình để mặc định là một nhá. Đó. Ba mẹ này. Click, ok. Mình không cài phần tướng nguội nữa nhé. Tướng nguội thì các bạn có thể cài vào nhé. Và phần tốc độ trục chính này. Thì đối với bước pick 1, tốc độ trục chính mình đang cài ở đây ví dụ mình để là 300. 300 thì đây, FZ vẫn là 1 nhá. FZ vẫn là 1. Là cái bước gen đấy. Thì khi mà chuyển sang mirror trên vòng thì vẫn giữ nguyên là 300. Là tại vì bước pick đây là 1 thì cái F này sẽ bằng tốc độ trục chính này nhân với lại là bước gen thì sẽ ra được bước tiến. Đó. Mình sẽ lựa chọn lại cái phần bước pick là 0.75 nhé. 0.75 này. Và phần data. Data mình cài là 300. Kích sang phần FZ này. FZ hiện tại đang là 0.75 và mình chuyển sang phần gì đấy? F trên phút này thì sẽ tự động gì đấy? Nhảy cái phiên Z này này. Phiên Z này thì sẽ bằng 300 nhân với 0.75 thì sẽ ra 225. Đó. Phần level đây chúng ta sẽ cài đặt cái phần taro ấy. Ví dụ như lỗ khoan thông rồi thì không vấn đề gì. Mình có thể là taro quá đi một chút, một hai ly cũng không vấn đề gì. Đó. Sang lên phần technology nhé. Technology ở đây thì mình sẽ chọn là G84. G84 ở đây hoặc là G84 dạo pick. Dạo pick thì chúng ta sẽ cài gì đấy? Cài cái phần data. Chúng ta sẽ cài phần data này. Data ở đây thì ở đây là quy ấy. Quy pick thì là mỗi một lần xuống là bao nhiêu, sau đó thì lại rút ngược lên xong lại tao đồ tiếp. Ví dụ lỗ đang là 50 này. Show 50 hoặc là show là 20 chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ lựa chọn là tao đồ một lần hoặc là tùy từng vật liệu nhé. Tao đồ một lần hoặc là tao đồ làm 3 lần hoặc là 4 lần. 4 lần thì 20 chúng ta sẽ chia ra. 4 lần thì sẽ mỗi lần là tao đồ sẽ là 5, sau đó nhấc lên cho nó lại tao đồ tiếp. Đấy để thoát phôi. Nhấc lên thoát phôi. Đó, click ok. Thì ở đây mình sẽ cho là gì đây ạ? 20. Không này. Đấy. Click tính toán. Thì ở đây thì cái chương trình này mình sẽ xuất ra là gì ạ? Xuất chương trình G-code nhé. Đó. Cái G84 này. G84 đây nhá. Thì khi mà xuống cái chương trình nó khá là dài phải không ạ? Cái chương trình nó khá là dài. Là tại vì là rất nhiều lỗ và mỗi một lỗ thì chúng ta sẽ thực hiện là 4 lần. 4 lần taro. Đó, mỗi một lần là 5. Đó. Đấy là cái chương trình của cái phần taro, phần bước pick. Còn nếu như chúng ta sẽ thực hiện là taro một lần thì chúng ta sẽ lựa chọn gì đấy ạ? Lựa chọn là G84 thôi. Đó nhá. G84 này, chúng ta click tính toán này. Khi chúng ta sẽ lựa chọn cái G84 mà không chọn là G84 bước pick thì sẽ là tự động là khoa tự động taro đủ cái chiều sâu là 20 mà chúng ta đang định nghĩa luôn nhá. Đó. Cái tính toán. Đó. Mình cũng lựa chọn là full diameter. Đấy là về phần taro thì không biết là có ai có câu hỏi gì không ạ? Mình sẽ giải đáp về phần taro này.
Ví dụ như bây giờ mình sẽ lựa chọn tiếp vào phần khoan này nhá. Phần khoan đây mình sẽ khoan khoan một cái lỗ to này nhá. Thì để thực hiện là cái phần nhấc ấy, phần nhấc. Ví dụ new này. Lựa chọn vào hai cái lỗ này. Khi này thì nhấc sẽ là nhấc qua cái phần kẹp chúng ta phải không ạ? Mình sẽ show ra cái cảnh báo của phần kẹp nhé. Đấy, và phần tool này mình vẫn giữ nguyên là dao 6 nhé, dao đường dao dao khoan đường kính 6 10 đi. Mình sẽ cho phần nhấc giữ nguyên đi. Đó thì ở đây mình đang nhìn thấy là hiện tại cái phần nhấc của chúng ta ấy đang cái đường toolpath màu đỏ này hiện tại là đang đi vào cái phần kẹp này rồi, nhưng mà mình muốn là mô phỏng ở trong cái môi trường mô phỏng vào số liệu verify này. Đó, khoan xong một lỗ này đó thì sẽ cảnh báo ra cho chúng ta hiện tại đang bị va chạm và va chạm cái phần màu đỏ đây. Đó, nhìn thấy đấy, đang bị va chạm vào đồ gà, đang bị va chạm vào mỏ kẹp. Thì ở trên cái phần mềm số kem thì sẽ cảnh báo ra cho chúng ta luôn để đảm bảo an toàn khi mà cho xuống máy gia công thực tế nhé. Đó. Và chúng ta hoàn toàn thể nhìn thấy cái màu đỏ này, màu đỏ cảnh báo này. Đấy là phần về phần cảnh báo về cái phần đồ gá kẹp đối với những chi tiết to như thế này. Và phần taro đã xong thì không biết là phần đấy anh chị đang theo dõi livestream này có câu hỏi gì không đặt ra thì là mình sẽ giải đáp luôn. Ngoài ra thì trong những phần khoan thì vẫn có phần phần doa này, G85 này, rồi khoan lỗ sâu G73. Đó. Thì không biết là mình sẽ về cái màn hình trao đổi một chút là không biết là tất cả các anh chị có cái câu hỏi gì không? Tại vì mình thấy là cũng không ai đặt ra câu hỏi, mình nghĩ là nó khá là dễ phải không ạ? Để trước khi vào phần cần tu 3D thì mình cũng muốn trao đổi một chút về cái phần khoan này. Là đối với tùy từng máy thì các cái chu trình khoan là sẽ là khác nhau và tùy từng hệ điều khiển. À, thì chúng ta sẽ có những cái processor khác nhau đó. Và bây giờ mình sẽ muốn là show cái phần trước khi vào phần control 3D thì mình muốn show cái phần processor mình đã viết có phần điều chỉnh nhé. Mình sẽ can thiệp sâu vào phần processor nhé. Thì đối với phần điều chỉnh ép vào những cái góc cua chẳng hạn, có rất nhiều bạn hỏi và thắc mắc. Thì ở đây mình sẽ lựa chọn vào show cam 2.5D nhé. Lựa chọn vào profile này. Khi lựa chọn vào profile thì mình sẽ lựa chọn cái phần các cái phần gốc này, gia công này. Đó, mình không không nhắc lại cái những cái phần này nữa nhé. Mình lựa chọn cái đường biên dạng mà muốn gia công này. Đó. Sẽ lựa chọn dụng cụ nhé. Lựa chọn dụng cụ đường kính 6 đi. Đó. Đường kính 6 này. Thì ở đây cái tốc độ bước tiến và tốc độ trục chính mình đang để mặc định. Bây giờ mình sẽ thay đổi cái tốc độ trục chính thành 7.000 theo 6 này. Tốc độ bước tiến FXY mình sẽ cho là 3.000. Đó, FZ mình sẽ vẫn để nguyên là 300. Click tính toán này. Khi tính toán như này, mình muốn là cài đặt cái phần level này một chút. Phần level ở đây là mình sẽ cho là 5 chẳng hạn. Thì nhìn là sẽ trực quan hơn. Đây là những cái góc cua này, góc cua này. Đó. Thì sẽ thực hiện lệnh G02 và G03. Bây giờ mình sẽ xuất cái chương trình G code.
để thể hiện cái phần điều chỉnh F đối với cái post processor này. Đối với G01 thì sẽ chạy với F3000, G03, G02 thì sẽ chạy với F1500, và chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh được những cái giá trị F này chạy với bao nhiêu phần trăm, chạy với bao nhiêu phần trăm của F của G01 đó, thì chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh được nhé. Thì tất cả những cái phần ví dụ như là máy của chúng ta, các cái nội suy ở những cái cung cung tròn này, nội suy kém chẳng hạn, thì chúng ta sẽ chạy với tốc độ bước tiến nó chậm lại, nhưng nếu như chúng ta không điều chỉnh phần F thì sẽ xảy ra cái hiện tượng là rất là giật ở những cái góc bo cung như vậy, và chi tiết nó sẽ không được đẹp nữa. Thì đối với phần processor này thì mình đã điều chỉnh cái phần G02 và G03 50% của G01 rồi. Đấy, và hoàn toàn chúng ta có thể điều chỉnh xuống thêm nữa là chỉ chạy về 20% hay 30%, thì đó là cái mà chúng ta muốn định nghĩa và muốn cái máy của chúng ta chạy với cái những cái góc bo cung là bao nhiêu. Ở trên phần mềm Soken thì chưa có phần cài đặt, ví dụ như G02 thì F là bao nhiêu, G03 F là bao nhiêu, nhưng mà khi mà can thiệp vào post processor thì mình có thể làm được điều đó. Đó. Đấy. Đấy là về phần post processor điều chỉnh cái góc bo cung, điều chỉnh F góc bo cung nhé. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang phần Cato 3D này. Tất cả những anh chị mà theo dõi livestream ấy, khi mà có những cái thắc mắc gì hoặc là chúng ta theo dõi lại mà có cái câu hỏi gì thì có thể comment nhé, để mình có thể giải đáp nhé. Ví dụ như là phần cái bước tiến G02, G03 vừa rồi ấy, ở trong phần processor ấy, thì mình nghĩ là chắc chắn là sẽ có rất nhiều anh chị quan tâm. Tiếp tục với chủ đề tiếp theo là contour 3D. Contour 3D thì giải quyết được những cái góc chamfer, ví dụ như là các biên dạng chamfer như thế này. Chi tiết mình đang show ở trên màn hình nha. Đó, thì không biết là anh chị nhìn có rõ không ạ? Đây là cái biên dạng chamfer này. Chamfer, biên dạng 3D nhé. Thay vì chúng ta sử dụng dao cầu, chúng ta sẽ gia công những cái biên dạng như thế này. Đây là biên dạng chamfer này thì chúng ta sẽ phải sử dụng là dao cầu nếu như chúng ta không sử dụng contour 3D. Đó. Dao cầu thì chúng ta sẽ lại phải sử dụng cái phần tính năng 3D của Solid Cam. Thì đối với contour 3D thì cái phần chamfer 3D này sẽ hữu ích hơn cái phần khi mà chúng ta sử dụng 3D để gia công cái chamfer này rất là nhiều, và thời gian cũng tiết kiệm được rất nhiều nhé. Bây giờ mình sẽ lựa chọn vào contour 3D. Contour 3D ở trong phần SolidCam 2.5D clip dùng biểu tượng. Đó, cũng đặt tên chương trình. Đặt tên chương trình là mình sẽ đặt tên là Vat Map 3D. Geometry này chúng ta sẽ lựa chọn là gì đấy ạ? Các cái biên dạng này, các cái biên dạng, các cái biên dạng giống như phần mình chọn pocket này, hoặc là chọn về phần profile, chúng ta sẽ lựa chọn vào phần define này, chọn lựa chọn những cái đường trên mà chúng ta muốn dụng cụ chạy theo những cái đường trên đó. Sau khi lựa chọn đường trên xong thì mình sẽ chọn click OK. Ở đây thì với các cái lựa chọn đường trên khác nhau thì chúng ta sẽ thực hiện gia công những cái chamfer 3D khác nhau. Chúng ta sẽ lựa chọn vào tool, lựa chọn dụng cụ, mình sẽ lựa chọn dụng cụ là support drill nhé. Support drill. Mình đang lựa chọn cái dụng cụ support drill này, đường kính đang là đường kính 10 và cái vị trí là giao T1. Tiếp theo đến phần level,
Phần level đây mình để mặc định nhé. Mình sẽ sử dụng dạng center và dạng tip. Khi lựa chọn xong thì mình sẽ click tính toán này. Thì ở đây sẽ có cái phần mà đường toolpath sau khi mà chúng ta tính toán ra xong thì sẽ chạy theo những cái đường bên dạng như thế này. Đó. Simulate này. Click vào Solid Verify nhé. Solid Verify ở đây thì click mô phỏng này. Đó. Mình sẽ cho tốc độ speed nhanh hơn một chút. Được chưa? Đây là phần transfer 3D rất là nhanh nhé. Thay vì việc ví dụ chúng ta có thể là sử dụng HSF, nếu như mà ai đã từng sử dụng qua rồi ấy, thì các bạn sẽ biết là chỉ sử dụng phần HSF hoặc HSM để chúng ta gia công 3D. Thì cái thời gian mà ví dụ như giao cầu chúng ta dịch là ví dụ như 0.1 hoặc 0.2 thì khá là lâu, là cái thời gian nó đội lên khá là nhiều, sẽ rất mất thời gian khi chúng ta chạy máy CNC. Đó. Tiếp theo là mình sẽ cũng muốn lựa chọn là cái đường viền này bên trong nữa nhá. Đường viền bên trong nữa. New này. Click OK. Lựa chọn các đường biến dạng như phần profile. Đó. Mình click tính toán này, mình để mặc định nhé. Đó. Ở đây thì mình sẽ điều chỉnh cái đường vào dao và ra dao. Vào dao và ra dao mình sẽ chọn theo dạng là bán kính chứ không chọn dạng tăng dần nữa nhé. Đây, mình sẽ để mặc định dạng tăng dần nhé. Mình sẽ mô phỏng để mọi người có thể thấy được là hiện tại đang có vấn đề gì. Đây, hiện tại là khi mà chúng ta transfer xong thì cái đường biên dạng này, cái đường biên dạng ở đây, cái đường biên dạng đường toolpath đây này đang xéo vào cái chi tiết phải không ạ, đang cắt thẳng vào chi tiết này sẽ không tốt, chắc chắn sẽ xảy ra va chạm nhá. Nếu như là chúng ta sẽ thực hiện là gia công sâu hơn một chút một đó thì chắc chắn sẽ xảy ra va chạm. Mình sẽ lựa chọn là 0.2 đi. Và môi trường mô phỏng này. Và phần Solid Verify nhé. Đó, transfer này. Chắc chắn sẽ xảy ra va chạm đây phải không ạ? Nên là mình cần phải điều chỉnh cái đường toolpath làm sao mà để cái đường toolpath khi mà chúng ta vào dao vào dụng cụ ạ, phải an toàn này. Và thoát dụng cụ cũng phải an toàn. Chứ không xảy ra va chạm như vậy là sẽ hỏng mất chi tiết. Mình chọn ARC nhé. ARC. Đó. Thì mình sẽ vào tiếp vào cái môi trường mô phỏng Solid Verify này. Đó. Không còn va chạm nữa nhé. Không còn xảy ra va chạm nữa. Chi tiết rất rất đẹp. Nếu như chúng ta sử dụng transfer như này. Với tính năng cần thơ 3D này nó sẽ giải quyết được những cái phần transfer 3D này tối ưu hơn phần 3D rất là nhiều nhé. Tối ưu hơn phần 3D rất là nhiều. Thì đó là phần cần thơ 3D. Thì không biết là mọi người đang theo dõi livestream thì có câu hỏi gì không ạ? Với chủ đề ngày hôm nay là thành tạo về tính năng Reduling này và cần tua 3D thì mình đã đi hết rồi. Nhưng mà mọi người cũng đặt ra câu hỏi. Không biết là mọi người có câu hỏi gì không ạ? Đối với phần mềm SoCam thì hiện tại đã ra phiên bản SoCam 2019 thì mình sẽ có một buổi livestream nói về cái phần tính năng mới của SoCam 2019. Nó khá là hay. Như vừa mình cũng có chia sẻ một chút là về phần
Khoan lỗ sâu ấy, khoan lỗ sâu và cải thiện phần AI machining cũng khá là nhiều. Cái đối với chủ đề hôm nay là thành thạo hai cái tính năng là Deep Learning và Control 3D thì mình đã giới thiệu đến toàn thể mọi người. Thì nếu như mà không ai có không 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 có ai có câu hỏi gì thì mình sẽ kết thúc trong một vài phút nữa. Chào anh Vũ Trân nhé, tên Alex mà nói tiếng Việt mới ghê. Tên Alex là tên giao dịch của mình với hãng Solidcam, thì mình lấy luôn là tên Alex Solidcam luôn nhé, chứ không phải là cứ phải là tên là Alex thì sẽ là nói tiếng Anh để giao tiếp với mọi người đâu nhé. Ok, vậy thì hẹn gặp lại mọi người ở những cái livestream tiếp theo nhé. Xin chào.